Cũng trong sáng nay, Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình tổ chức gặp mặt tọa đàm kỷ niệm 30 năm thành lập tạp chí Văn nghệ Ninh Bình 1993-2023. Dự buổi tọa đàm kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh qua các thời kỳ cùng đông đảo hội viên và các cộng tác viên tiêu biểu. Trạng đường 30 năm phát triển, tạp chí Văn nghệ Ninh Bình có gần 40 chuyên trang chuyên mục được xây dựng và duy trì. Nội dung thông tin, đề tài trên tạp chí phong phú, đa dạng, tập trung xây dựng hình tượng nhân tố tích cực mới, khẳng định những giá trị cao đẹp của xã hội, vừa tiên tiến vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Trung bình mỗi năm tạp chí đăng tải trên 1.400 tác phẩm tin, bài, nghiên cứu, phê bình. Trên hành trình đổi mới, tạp chí Văn nghệ Ninh Bình từng bước khắc phục khó khăn, luôn giữ vững định hướng, tôn chỉ mục đích tập hợp đội ngũ các văn nghệ sĩ trong tỉnh, tuyển chọn và công bố các tác phẩm chất lượng, những tác phẩm có xu hướng đổi mới sáng tạo để hỗ trợ khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ trên con đường tìm tòi sáng tạo nghệ thuật. Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình được đánh giá là một trong số các tạp chí mạnh của địa phương được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng nhiều bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật và trong phong trào thi đua của tỉnh. Tọa đàm nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội văn học nghệ thuật tỉnh đã tập trung trao đổi về các nội dung như những kỷ niệm những ngày đầu tiên làm tạp chí 30 năm văn xuôi trên tạp chí văn nghệ Ninh Bình, 30 năm một chặng đường một số suy nghĩ về công tác nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân gian trên tạp chí Văn nghệ Ninh Bình, chuyển đổi số trong xuất bản các tác phẩm văn học nghệ thuật trên tạp chí Văn nghệ Ninh Bình. Các tham luận đã làm nổi bật các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm của các văn nghệ sĩ, cộng tác viên trong suốt 30 năm qua. Nhân dịp này, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã tặng bằng khen cho tập thể tạp chí Văn nghệ Ninh Bình và ba cá nhân xuất sắc đã có nhiều thành tích cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tạp chí Văn nghệ Ninh Bình.